Nếu một ngày tôi không còn trên đời này nữa, những người yêu tôi và ghét tôi sẽ thay đổi như thế nào? Giả sử có một ngày khi tôi chết đi, người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa. Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa. Ngày thứ hai qua đi, thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất. Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi. Người yêu tôi, không dám quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Một năm sau, thân xác của tôi đã trở nên mục nát. Ngôi mộ của tôi, cỏ mọc tùm trong sương gió. Người ghét tôi, sau khi ăn uống no say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi.